Đội quản lý thị trường số 17 Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa đột kích một kho hàng tại huyện Đông Anh, thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm hóa mỹ phẩm lậu. Đáng chú ý, kho hàng này nằm đội lốt trong khuôn viên một công ty chuyên tư vấn dịch vụ tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Kho hàng này chứa hơn 500 thùng hàng và hơn 10 tấn hàng gồm dầu gội, mỹ phẩm dưỡng tóc và xả tóc. Theo chủ kho hàng cho biết, toàn bộ số hàng trên là mua từ đầu mối tại cảng và sau đó bán lại cho các tiệm spa, tiệm salon tóc. Đây mình nhập lại bán online thôi. Mình chỉ đổ kênh cho các bạn sale bán hàng thôi. Kênh 5.000 thôi. Đoàn kiểm tra phát hiện trên các sản phẩm có nhãn gốc bằng chữ nước ngoài, không có xuất xứ của hàng hóa. Có mã vạch là đầu số 49 của Nhật Bản. Sản phẩm được dán nhãn phụ thể hiện tên và địa chỉ của công ty và ghi Made in Japan. Nhưng sau khi kiểm tra lại thông tin thì công ty không có thật. Ngoài ra, bao bì ngoài thùng to đựng nhiều sản phẩm lại là Made in China. Qua kiểm tra thực tế thì hơn 16.000 sản phẩm trên, chủ yếu là dầu gội, dầu xả như là dưỡng tóc, do ngoài sản xuất thì không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Qua kiểm tra tại thực tế, hơn 16.000 sản phẩm trên không có hàng hóa chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Trị giá ước tính số hàng này là hơn 4,3 tỷ đồng. Vụ việc sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định.